anh Linh là một cái người rất là đàng hoàng, rất là tử tế, phải công nhận như vậy. Một cái người đàn ông rất là người đàn ông thực thụ. Tìm về trong cây cây, cô vào nhà mang ông bà vui cây cây. La 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 la. Chuyến thiện nguyện vừa rồi của Tiên ở Angola là một chuyến thiện nguyện vô cùng tuyệt vời, với rất là nhiều những trải nghiệm và rất là nhiều những cảm xúc. Thì vừa qua Tiên đã thực hiện là Tiên đã trao tặng 2 giếng nước cho người dân ở bản Zamba ở huyện Huambo của Angola. Sau đó thì Tiên có qua 2 bản nữa thì để thăm những cái, thứ nhất là thăm những cái dự án mà Tiên đã làm tại Angola, cũng như là trao quà, bánh, thực phẩm, quần áo, gạo và trồng cây cam ở đó nữa. Đi tới tận nhà xem, cũng như là xem trường học của họ thì nó không có kiểu như là bàn ghế hay là họ ngủ cũng không có giường luôn. Mà nhà thì không phải là xây bằng gạch giống như của bên mình nữa. Nói chung là rất là khó khăn và vô cùng cực khổ. Cuộc sống ở đây nó cũng thật sự là quá khác với cái cuộc sống của mình hàng ngày. Và khi mà mình giúp đỡ người dân và người dân khó khăn, thật sự để lại cho Tiên rất là nhiều những cảm xúc khi mà Tiên gặp gỡ người dân và dạy Tiên rất là nhiều bài học. Sau mỗi một cái vùng đất Tiên đến, Tiên được đến những cái nơi đẹp đẽ nhất của vùng đất đấy. Xong thì Tiên cũng gặp gỡ được điều khó khăn ở vùng đất đấy. Xong mình xem mình cảm thấy là mình phải biết ơn với cuộc sống này nhiều hơn. Mình đã có quá nhiều thứ, mình được có nước để uống, có cơm để ăn, có nhà để ở. Thì Tiên nghĩ là mình đã quá may mắn hơn rất là nhiều người. Mình còn phải tập cho mình cái lòng biết ơn mãnh liệt hơn nữa, để mình cố gắng mỗi ngày yêu thương mọi người nhiều hơn và có thể giúp đỡ được nhiều người nhiều hơn. Tiên cảm thấy Lôi Con là một người vô cùng thông minh, và Tiên nghĩ không phải một mình Tiên mà rất là nhiều bạn nhận thấy được điều đấy. Và nếu như Lôi Con được học hành đàng hoàng á, thì sẽ trở thành, nhiều khi là có thể trở thành một cái người rất chi và này nọ. Tiên và anh Linh làm chung một công ty, và công ty có một cái quỹ, thì cái quỹ đấy anh Linh đã lấy ra để xây dựng một cái điểm trường ở châu Phi. Thì Tiên và anh Linh cũng đã đến thăm điểm trường đó, tháng 8 sẽ khởi công. Tiên cảm thấy vui và cảm thấy may mắn khi mà nhận được sự yêu thương ủng hộ của mọi người dành cho Tiên cũng như là anh Linh. Nhưng mà kèm theo đó là sau này thì cũng có một cái sự lo lắng một chút, bởi vì khi mà mọi người đổ dồn sự quan tâm vào một cái mối quan hệ nó quá nhiều, thì Tiên lại lo sợ là kiểu như là mọi người sẽ nghĩ rằng cái chuyến đi này thực sự nó cho cái chuyện kia, chứ không phải mục đích chính là chuyện từ thiện. Anh Linh là một cái người rất là đàng hoàng, rất là tử tế, phải công nhận như vậy. Một cái người đàn ông rất là người đàn ông thực thụ. Một người rất là có duyên và hài hước, và thật sự là rất đáng khâm phục. Tiên nghĩ rằng khi mà mình là con gái, mình nhỏ tuổi hơn anh Linh nữa, mà mình cũng đi qua một cái đất nước xa lạ, thì cái việc mà anh Linh quan tâm và chăm sóc như vậy thì Tiên nghĩ là cũng bình thường thôi. Tiên nghĩ là đối với, nếu mà không phải là Tiên hay là một cô gái khác tới đây thì tới Angola thì anh Linh cũng sẽ như vậy. Khi rời xa vùng đất này, Tiên sẽ nhớ một những cái tình bạn rất là đẹp. Ở đây Tiên đã gặp gỡ được rất là nhiều người và được kết bạn và được làm quen với những người rất là dễ thương, rất là nhiệt tình, và Tiên sẽ luôn luôn nhớ về những kỷ niệm đẹp ở đây.